Chấn động, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khẳng định Hồng Loan là con nuôi 100%. Hồng Loan là con nuôi, vẫn là con nuôi, chứ không bao giờ nào cái gì thay đổi cả ở đây hết. Không phải là con ruột nha. Tố con gái Vũ Linh dẫn dắt dư luận rủa xả dòng họ. Dám dù không nói đồng mạng là con ruột chi vậy, rồi dẫn dắt cộng đồng mạng tin vào lời của Hồng Loan để mà chửi rủa gia đình của chồng họ tôi suốt bao nhiêu tháng nay. Thì tưởng hỏi Hồng Loan muốn gì ở đây, muốn gì ở trong cái gia đình này. Chú Bảy Tiểu Linh chờ ngày thử ADN nhưng đã nhiều tháng Hồng Loan ngó lơ. Chú Bảy vẫn chờ cái lời nói của Hồng Loan là thử ADN. Chú Bảy vẫn chờ, Tiểu Linh vẫn chờ Hồng Loan. Thời của Hồng Phượng tới khi Hồng Loan liên tiếp vướng ồn ào, không ngại cà khịa đối phương trên livestream. Bây giờ á mà gia đình á mà nói nhớ cậu Năm là không có được, phải để cho con nhớ thôi chứ mà anh chị em ruột không có nhớ được. Có nhớ, nhớ không? Nhớ xong nhớ trời. Tại vì bây giờ mình nhớ là bây giờ dậy sống hết trơn à, không được. Mình ruột là mình không có được quyền đó. Thôi đừng khóc, bóc người ta nói diễn. Còn tự hào khẳng định gia đình Vũ Linh không ai hát nhép. Loạt drama liên quan đến gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa dứt khi em trai của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng là Tiểu Linh lên tiếng. Trong một cuộc trò chuyện với YouTuber, Tiểu Linh khẳng định Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Gian qua trước cái ngày mà anh Năm nằm xuống 49-50 ngày gì đó thì Hồng Loan đã lên mộ, dám tuyên bố là thử ADN với Tiểu Linh. Tiểu Linh dám cam kết luôn, chỉ ăn gan hùm mới dám tuyên bố là lên thử ADN với Tiểu Linh. Mà sau thời gian thì Tiểu Linh vẫn đang chờ đợi để Hồng Loan thử ADN mà sao không thấy lên tiếng. Thì cả nhà thấy không? Con nuôi muôn đời muôn đời, Tiểu Linh vẫn nói một câu là con nuôi chứ không phải là con ruột. Chia sẻ thêm về vấn đề này, nghệ sĩ Tiểu Linh cho biết Hồng Loan từng tuyên bố sẽ thử ADN với ông để làm rõ vấn đề con nuôi con ruột. Vậy nhưng qua nhiều tháng, nghệ sĩ Tiểu Linh vẫn chờ nhưng chưa thấy Hồng Loan thực hiện. Ông cũng kể lại bối cảnh lúc Hồng Loan được đưa về và trở thành con nuôi trong gia đình, đồng thời bày tỏ sự bức xúc khi Hồng Loan dám tuyên bố bản thân là con ruột của Vũ Linh, còn dẫn dắt cộng đồng mạng rủa xả dòng họ của ông. Mà cái tôi bất ngờ nhất ở đây là cái ngày anh tôi nằm xuống mồ mả chưa yên mà Hồng Loan dám lên mộ anh tôi, dám tuyên bố với cộng đồng mạng là Hồng Loan là con ruột chi vậy, rồi dẫn dắt cộng đồng mạng tin vào lời của Hồng Loan để mà chửi rủa gia đình của chồng họ tôi suốt bao nhiêu tháng nay. Thì tưởng hỏi Hồng Loan muốn gì ở đây, muốn gì ở trong cái gia đình này. Chú Bảy Tiểu Linh lên tiếng khiến cư dân mạng được fan bàn tán. Trong khi đó, Hồng Phượng được lợi khá nhiều khi video này chia sẻ. Trước đó, cô nhận về không ít chê trách vì đối đầu với Hồng Loan, nhưng giờ dân mạng đang bắt đầu quay xe. Có thể thấy rõ, Tiểu Linh thân thiết với mẹ con Hồng Phượng, bởi trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ cô, Tiểu Linh cũng góp mặt. Tại đây, Hồng Phượng còn tự hào nói rằng gia đình Vũ Linh chỉ hát live nói không với hát nhép. Để mà mẹ cùng giao lưu lại những kỷ niệm đẹp trong cái buổi tiệc sinh nhật của mình. Ngoài ra, Hồng Phượng còn lên livestream cà khịa Hồng Loan, đồng thời đá đều cả những ai ủng hộ con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.